Thảo luận ở hội trường về dự án luật phòng không nhân dân, nhiều ý kiến đại biểu thống nhất cao với sự cần thiết ban hành luật phòng không nhân dân. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng phạm vi điều chỉnh của dự án luật có phù hợp. Cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành luật phòng không nhân dân trên cơ sở những căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn mà chính phủ nêu tại tờ trình trình Quốc hội, đại biểu Nguyễn Minh Tâm nhận thấy các nội dung trong dự thảo luật cơ bản phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tính tương thích với các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên. Ban soạn thảo cũng cần xem xét cân nhắc việc bãi bỏ quy định nêu trên. Lý do tài khoản 7 điều 2 dự thảo luật phòng không nhân dân về giải thích từ ngữ thì phương tiện bay siêu nhẹ là các vật thể bay mà không phải là tàu bay không người lái, bao gồm các loại khí cầu, mô hình bay, dù bay, diều bay, trừ diều bay dân gian, mà khi bay có khả năng làm ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh và an toàn hàng không. Vậy nếu bỏ khoản 2 điều 21 của luật hàng không dân dụng như trên thì khái niệm mô hình bay và khí cầu sẽ không còn. Được biết thì hai thuật ngữ mô hình bay khí cầu thì được sử dụng trong dự thảo luật thì hiện nay chưa có văn bản pháp luật nào giải thích cùng hai cụm từ này. Vì vậy để đảm bảo tính khả thi và quá trình áp dụng cũng được thuận tiện thống nhất thì đề nghị ban soạn thảo cũng nghiên cứu nên chăng quy định giải thích hai cụm từ này đó là khí cầu và mô hình bay tại điều 2 của dự thảo luật để đảm bảo phù hợp. Tại điểm C khoản 2 điều 29 quy định người trực tiếp điều khiển tàu bay không người lái phải có kiến thức hàng không. Vấn đề ở đây là thế nào là người có kiến thức về hàng không thì cần phải được quy định rõ ở trong luật này. Nếu không quy định tại luật này thì cơ quan nào quy định cụ thể kiến thức về hàng không để đảm bảo tính khả thi của cái quy định này. Tại điểm D khoản 1 điều 30 các trường hợp đình chỉ chuyến bay thì có quy định người điều khiển bay không có giấy chứng nhận đủ điều kiện bay. Theo quy định này thì người điều khiển bay phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện bay, nếu không có giấy này thì bị đình chỉ chuyến bay. Tuy nhiên giấy chứng nhận đủ điều kiện bay thì chưa thấy quy định ở trong dự thảo, chưa thấy ở điều nào cả. Có đại biểu cho rằng cần làm rõ hơn về nội hàm vị trí vai trò của phòng không nhân dân trong công tác quốc phòng, mối quan hệ giữa xây dựng phòng không nhân dân với xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên mặt trận đối không nhằm thực hiện phòng tránh, đánh trả và khắc phục hậu quả của các hành động xâm nhập, tiến công đường không của địch, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.